người đã quay trở lại với tay nhá, mình đập nát cái ống bơ này, nhìn này, nát bét luôn tí đâu, một tay nhá, đập nát bét, gọi là xiên vào giữa này, này chua, cho thêm cái này nữa, đấy, bịt mắt lại, nó mới chuẩn bài nhìn ra đó. Xem ninja Nhật Bản rồi chưa? Nhìn nhá. Mình chỉ làm một lần thôi nhá. Không làm lần thứ hai đâu. Người ta biểu diễn ảo thuật không bao giờ làm đến lần thứ hai cả. Đó. Một tay chứ không cần hai tay. Xúc xích ngoại nhập từ Australia gửi từ Mỹ về đấy. Australia Thái Lan cũng có. Đấy.
À, xúc xích này. Xúc xích rồi. Đúng rồi. À, rồi, 20.000. 20.000 nhá? Ờ. Thôi cái này nữa đi. 35. Cái này 25.000 nữa, 25.000. 20 rồi. Mặc cả nhỉ, đùa quán ra ấy ẩm rồi lại còn mặc cả. Cơm kìa. Cái này là 20. 20. Tính lại đã. Không. Xem bao nhiêu đồ rồi. 5 này. 10 này. 15 này. Đi ra. 20 này. Thế khuyến mại cái này. 20 không được. Thế quán anh bỏ. Quán anh lỗ. Bỏ cái này lại. Quán anh bù lỗ nhiều lắm rồi không khuyến mại. Bỏ cái này lại rồi. Cái nào? 20.000 cái gì? Đâu xem nào. Đấy, 4 cái. Ờ, 4 cái 20.000, sang tiền. Bù lỗ nhiều lắm thì cứ mặc cả nhỉ. Cái gì đấy? À! Cái đứa ta cái này. Cười cái gì? Dạ. Mày đem tiền âm phủ đi đi, mày đem tiền này đi khác gì người âm phủ tiếu. Thế đi, cháu mua, à, em mua 2 cái. 2 cái gì? 10.000. Mày điên à? 10.000 này còn. 10.000 cái gì? Cái này tiền rách rồi rồi này. Rách rồi làm sao mà tiêu được nữa? Tiêu được. 20.000 thì cắt đôi cho 10.000 à? Không tiêu được. Tiêu được hết. Cắt đôi. Ngân hàng. Thế mày bây giờ mày em vừa rút được ngân hàng Australia ở Campuchia đây. Cam cái gì? Bây giờ mày cắt đôi cái quần mày ra mày xem mày bán được không? Được. Chỉ có để làm rẻ thôi nhá. Hay là mày cắt bỏ người đôi người mày ra xem mày còn sống hay chết. Rồi. Đây nó chết rồi. Đây cầm về. Cái này cũng bán à? Hả? Thế tao bày ra đây không bán thì để làm cái gì? À, lấy đi, trả đây, trả đây, trả đây. Đưa bán tiền. Bán em này. Cái này 3.000 thôi. Rồi. Tiền. Cho em để cái này rồi. Mua băng dính làm gì? Em mua cái gì? Cái này từ từ. Mày để lại tao đưa điện thoại điều à? Cho em mở. Mật khẩu. Bảy à? Thế nào? À ok. Rồi ra biến đi. Này 5 phút mà không quay lại là mất máy nhá. Ok 2 phút. Ừ, mất máy luôn. Ok. Cầm đồ nó thế hết. Tí nữa tính lãi lên 5.000 đấy nhá. Dán vào. Ông này đần đần này. Dán bắt làm gì biết cái gì đâu mà. Trời ơi. Ai dán bằng dính. Bằng dính đâu. Cả hư à. Đấy. Rõ ràng nó chỉ sang thế nơi. Mà lại lột thế nơi. Đi xăm nhau à. Đấy. Thế này thì dịu tiêu được ngay. Ôi xồ, con băng dính vẫn còn nguyên. Thôi mà giả. Sao? Có giả băng dính. Giả mua thì ai giả lại? Đã dùng đâu. Chưa dùng. Mày lấy băng dính làm gì? Mượn, ngắm đi, cũng được à? Bán cho em được, mai kẹo. Mai còn nguyên là tao còn lấy nhá. Bán cho em kẹo. Đấy lấy đi. Đưa tiền đây. 2. Tiền này nó cũng phải tiêu được không? 2. 3 qua rồi nhá. Đấy 4. Ừ. Rồi xong rồi. Có mua bia không? Không. Làm tí bia. Làm tí men không? Thế rồi mình lượn đi. Ám quẩy. Được cái lợn. Mày tao ném ra phát rồi mà. Ui ui nhục bỏ. Không biết mình để giờ gì nhỉ? Khôn đấy nhỉ? Chắc mình để... Mày ăn ạ. Ba gói ăn phê thôi rồi. Mày cơ! Mày cơ! Lại nát rượu rồi. Mau đấy cả.
cắt có điếu đi không? Người ta đọc chứ. Nãy mà vẫn mấy cá không chết được. Chút. Không được. Ui dồi quay rồi. Oh!